những câu nói hay, truyền cảm hứng và tạo động lực phát triển bản thân. Các bạn nên xem nhé! Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích. Trong thời đại này, trừ khi bị lũ lụt cuốn trôi hết tài sản, còn nếu bạn nghèo là do bạn lười. Thời gian một đi là không trở lại, không ai có thể tắm hai lần trên dòng sông cuộc đời. Không có áp lực thì không có động lực. Khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào cả, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai. Đó là cuộc sống. Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây, chúng nhanh chóng phát triển và ghim chặt bạn tại một chỗ. Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa, hãy gắn một cái. Làm việc là một điều tuyệt vời, nhưng dù thế nào bạn cũng không được phép trở thành nô lệ cho công việc. Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình, thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. Đã là ước mơ thì sẽ không có thực và ảo, cũng như Lỗ Tấn từng nói, trên đời này vốn làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi thì thành đường thôi. Ngày hôm nay, nếu bạn lãng phí, đồng nghĩa với việc bạn bóp chết quá khứ và vứt bỏ ngày mai. Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ. Bạn sinh ra là một bản gốc, đừng chết như một bản sao. Chỉ cần ngày mai mặt trời còn mọc thì tất thảy đều còn có thể có hy vọng, chúng ta cũng vậy. Mẹ mình dạy rằng chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được, điều quan trọng là con luôn nỗ lực hết mình.